làm ơn là mình có cái gì là sự thật trong lòng mình thì mình hãy nói ra cái sự thật đó, ngừng vỏ bọc, ngừng cái tôi cao, bởi vì cái tôi không mài ra được mà ăn. Và cái tôi cao ở đâu thì các mối quan hệ xung quanh chết dần ở đấy. Khi Tuệ An lấy chồng ạ, có một cái bản ngã rất lớn bên trong mình. Vì thường thường phụ nữ giỏi được người khác công nhận bản ngã rất cao. Khi lấy chồng về, Tuệ An sống với nhà chồng được khoảng mấy ngày, sau đó nói với chồng là em không thể chịu nổi cái ngôi nhà này. Em bước vào cái ngõ thôi là em đã ngửi thấy cái mùi khó chịu rồi. Làm gì có mùi gì, ngửi mãi không thấy mùi gì. Em bước vào cái ngõ thôi là em đã thấy đen tối rồi. Trong sáng này tối đâu, trời sáng mà. Để rồi á, ở được mấy ngày Tuệ An bảo ông xã mua nhà ngay, ra ngoài ở em không thể sống được ở đây. Và thế là hai vợ chồng mua nhà ngay và ra ngoài ở. Ra ngoài ở vẫn không thấy cuộc đời nó tươi đẹp lên mấy. Đổi bao nhiêu đời ô sin không biết nữa, bởi vì là hai thằng con nhỏ liên tiếp, không có ai chịu và ở được lâu. Có những hôm đón được một cô về đến 5 giờ sáng hôm sau, tự nhiên chưa ngủ dậy thấy cô đang ngồi ở đầu giường. Cháu ơi, hai vợ chồng giật nảy mình. Sao cô, cho cô về đi, cô không ở đây nữa đâu. Trải qua một đêm là khỏi ở luôn. Và thấy là hình như ngày xưa có bố mẹ giúp nó còn đỡ hơn bây giờ. Nhưng không thể quay về, vì em bước chân vào cái ngõ nhà anh là em đã thấy khó chịu. Để rồi bố mẹ chồng của Tuệ An sống trong cô đơn, cả hai anh em trai đều ra ngoài ở và không ai sống với ông bà. Một mình ông bà sống trong một căn nhà rất rộng nhưng cũng không có con nào đến và ở cùng. Vì các con luôn phàn nàn là tại sao bố mẹ khó chịu vậy, tại sao bố mẹ cãi nhau suốt ngày vậy. Ở tuổi này rồi mà bố mẹ như hai đứa trẻ vậy. Bọn con không thể sống được với bố mẹ. Để rồi sao mẹ nói nhiều thế, sao mẹ phán xét thế, sao mẹ tiêu cực thế. Sao bố kỹ tính thế, ăn cơm bình thường là được rồi. Sao phải trình bày hoa lá cành cho thật đẹp rồi ngồi ăn. Ai đói thì ăn được rồi, tại sao phải đợi tất cả mọi người về rồi mời từng người nọ từng người kia mà không được đứng ở chỗ mà mời, mà phải đi lên tận nơi tận phòng để mời xuống ngồi ăn rồi mời tất cả mới bắt đầu được ăn. Và liên tục phán xét và chỉ trích bố mẹ. Mà sau khi Tuệ An ra ngoài ở riêng, Tuệ An đã không bước về căn nhà đó trong rất nhiều tháng. Nhà chung cư và nhà của bố mẹ cách nhau có hơn một cây số, thế mà một năm chỉ về một vài lần, khoảng hai lần, một hôm là Tết và một hôm là ngày Trung thu hoặc một cái ngày gì. Khi Tuệ An bắt đầu thành lập công ty về coaching và tư vấn hạnh phúc thì vẫn thành lập công ty tại trụ sở là nhà đó, tại vì hộ khẩu ở đó. Và bố mẹ nói rằng ạ, bố mẹ không dám treo cái biển công ty của chúng các con lên. Bố mẹ rất xin lỗi các con. Vì tên công ty là hạnh phúc và các con rất hạnh phúc mà bố mẹ vẫn chưa hạnh phúc được trong cuộc hôn nhân của mình. Bố đang chuẩn bị ly hôn mẹ nên là bố không thể treo biển tên lên. Bố mẹ rất xin lỗi các con. Và kể từ giờ phút đấy Tuệ An nói với ông xã, thôi mình chuyển về nhà sống lại với ông bà đi. Vì khi mình ở gần ông bà ấy, mình mới có thể lan tỏa và giúp cho ông bà nhiều hơn. Để rồi biết đâu một ngày nào đó ông bà hiểu ra và không ly hôn nhau nữa. Và thế là vợ chồng Tuệ An chuyển về nhà sống với ông bà mấy tháng trước. Vẫn ngôi nhà đó, vẫn cái ngõ đó, vẫn người cha, người mẹ đó. Nhưng giờ này bước về và thấy mình rất thoải mái. Không còn thấy bầu trời tối đen, không còn thấy mùi khó chịu, không còn thấy cái điều gì nữa. Bởi vì vạn sự do tâm mà ra. Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan. Mà tâm an thì vạn sự an, mà tâm đã bất an thì vạn sự bên ngoài có an đi chăng nữa thì mình vẫn khó chịu. Và thế là khi vợ chồng Tuệ An chuyển về nhà sống với ông bà, giai đoạn đó ông bà sắp ly hôn.
Và bố nói với cả gia đình: bố không ly thân, bố ly hôn. Bởi vì bố không thể sống với mẹ con thêm được nữa. Và lúc đó dường như mẹ bắt đầu nhận ra là mình đã sai ở đâu. Nhưng vì bản ngã của mẹ vẫn rất lớn, giống như tất cả chúng ta ngày xưa, nên vẫn đồng ý gọi luật sư vào đây, không làm giấy tờ ký cọc chia các loại tài sản chia đôi. Xong đó trong cái bản chia đôi đấy viết là bố Tuệ An và cả nhà gia đình Tuệ An là sẽ vẫn ở cái căn nhà đó. Còn nhà chung cư bây giờ thì xả ly rồi, vừa làm văn phòng vừa cho các em mà không có nhà đến đấy ở, gọi là nhà đại chúng. Sau đó thì mẹ bắt đầu phải dọn ra ngoài nhà khác ở, mua cho mẹ một căn nhà mới và mẹ ở một mình. Sau đó mẹ nói: ừ, ly thân cũng được, nhưng mà nhớ là phải dành cho em một phòng ở cái nhà này. Ly hôn cũng được, nhưng mà em vẫn có một phòng ở cái nhà này, để lúc nào thích về là em về em ở. Bố bảo làm gì có chuyện đấy, đi là đi luôn, làm gì có chuyện một phòng ở trong nhà này, ảo tưởng. Nhưng thật ra là mẹ không muốn đi nên mẹ nói như vậy. Nhưng không muốn đi thì mình phải nói là không muốn đi. Nhưng không muốn đi vẫn ảo tưởng sức mạnh, vẫn nhất quyết phải có một phòng ở nhà này nha, không có chuyện đấy. Thế là mẹ bắt đầu: nhưng mà ra bên kia nó không có tivi. Không có tivi, anh mua cho tivi, ra đấy ở. Xong lại: nhưng mà ở bên kia nó cũng chưa có tủ lạnh. Không có tủ lạnh, anh mua cho cái tủ lạnh, ra ngoài đấy ở một mình. Đủ mọi lý do. Hay để cuối tháng này em chuyển được không? Thích đi bao giờ thì đi, nhưng nhất định phải đi, không được ở. Thế là mẹ bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nếu như bố bắt mẹ đi như vậy thì các con hãy có trách nhiệm với mẹ. Và lúc đó Tuệ An và chồng bật cười. Và Tuệ An lúc này bắt đầu nói: để cho con xin ý kiến này. Bố ơi, thực sự là mẹ muốn nói như thế này này. Anh ơi, em vẫn rất thương anh. Em vẫn không muốn đi. Em biết em sai rồi. Gần đây em cũng có sửa chữa. Em không muốn ly thân và em cũng không muốn ly hôn. Làm ơn vẫn cho em ở lại căn nhà này, cho em một cơ hội. Có phải ý của mẹ như vậy không? Mẹ vẫn khóc. Và Tuệ An lại nói với bố: bố ơi, mẹ hiểu rồi. Bố làm ơn hãy bao dung cho mẹ. Con thấy mẹ đang thay đổi rất nhiều. Bây giờ buổi sáng mẹ đi ăn phở, mẹ không ăn một mình cho mẹ nữa, mà mẹ cũng mua phở về cho bố ăn. Đấy là mẹ cũng bắt đầu biết thương bố rồi. Bố hãy cho mẹ một cơ hội. Bố cũng nói thế còn nghe được. Và thế là ông bà hàn gắn với nhau. Làm ơn là mình có cái gì là sự thật trong lòng mình thì mình hãy nói ra cái sự thật đó. Ngừng vỏ bọc, ngừng cái tôi cao, bởi vì cái tôi không mài ra được mà ăn. Và cái tôi cao ở đâu thì các mối quan hệ xung quanh chết dần ở đấy. Nhưng nếu chúng ta chưa buông được cái tôi, chẳng qua chúng ta chưa quá khổ về cái tôi của mình. Cả nhà thấy câu chuyện này có giống giống chúng ta không? Có mà, mình nghĩ một đằng nhưng mà mình nói một kiểu á. Thương thì nói là thương, muốn gì thì nói là thế đấy, nhưng lại còn phải ngại cơ. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!